Kính thưa quý khán giả của Sala TV, hiện tại Sala đang đứng trên tỉnh lộ 948 thuộc thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang ở miền Nam Việt Nam. Phía trước chính là cổng của Thiên Hậu Thánh Cung, mà một cái tên người ta còn gọi là Thất Sơn Thiên Hậu Cung, tên văn giả là Chùa Bà Hẹ Châu Đốc đó quý vị. Và hôm nay trong chuyến hành trình về miền Tây của miền Nam Việt Nam, Sala có dịp đến với lại vùng Bảy Núi và thâu cho quý vị hình ảnh của Chùa Bà Hẹ vào một buổi sáng. Tại vì trước đây là thông thường là Sala thâu cảnh đêm cho quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị tham quan cùng với lại Sala về Thiên Hậu Thánh Cung ban ngày quý vị nhé. Ở tại đây là bắt đầu mình vào trong khuôn viên của Chùa Bà Hẹ nè. Có bảo vệ chỉ cho mình vào đây để mà giữ xe máy. Trước đây là Sala đi cùng với đoàn hành hương, cho nên là đoàn hành hương thường là đến Chùa Bà Hẹ vào lúc 4 giờ sáng. Lúc đó trời tối quá, thâu không có thấy hình ảnh rõ nét cho quý vị. Hôm nay có dịp mình về đây đi ngang qua vào buổi trưa như thế này. Sau khi để xe xong đó quý vị, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Và trước tiên thì mình đến một cái nơi buôn bán cũng rất là lâu rồi, phải nói là lâu đời đó. Cái nơi bán bánh xèo, bánh cống, bánh khọt và nước thốt nốt. Mình sẽ đến Thiên Hậu Cung là vào buổi trưa. Rồi đến đây Sala sẽ vào cúng bái, rồi sau đó sẽ ra đây để dùng bánh xèo, bánh khọt ăn uống rồi quý vị. Ngày hôm nay đến với lại Chùa Bà Hẹ vào buổi sáng đó quý vị, thì Sala sẽ thâu cho quý vị một cái hướng, đó là từ ở ngoài vào bên trong toàn bộ chánh điện. Ở mặt ngoài của chánh điện quý vị là tiền xạ, mặt tiền đó, mặt tiền của chánh điện, để quý vị nhìn thấy cái khung cảnh bên ngoài trước nè. Rồi dần dần Sala sẽ đi theo một cái con đường vào bên trong chánh điện. Đây là con đường mình đi ra đây. Đây, tại đây nè quý vị. Sala cũng không có thông thạo về văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người Trung Hoa, nhưng mà ở đây tương tự như là một cái cột phướng. Nhưng mà cột phướng ở trên đây là người ta có một cái đao đó, hình đây người ta tạo một cái đao đâm xuyên ngang cây cột, thì không biết là mang một cái ý nghĩa gì đó, một cái ý nghĩa tâm linh nào đó. Vị khán giả nào có biết về ý nghĩa tâm linh của việc là người ta cắm cây đao xuyên ngang cái cột phướng như thế này là gì, thì quý vị có thể gửi bình luận lên để chia sẻ cùng với mọi người quý vị nhé. Đây hồi xưa chắc có thể là có cái dòng nước chảy, nhưng mà bây giờ theo năm tháng thì nó đã cũ kỹ và cũng không còn dòng nước nữa rồi. Và phía sau quý vị đang nhìn thấy chính là ngôi chánh điện của Thất Sơn Thiên Hậu Thánh Cung, hoặc là mình gọi đó là chính là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu đó quý vị.
Ở trong chánh điện là người ta tôn thờ hai vị thần chính, đó chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu và Kim Hoa Thánh Mẫu. Và bây giờ sẽ là đưa quý vị vào bên trong, mình sẽ đi vào các gian thờ để chiêm bái và cầu an, cầu phước quý vị nhé. Nằm ẩn mình dưới tán của những cây cổ thụ đã trăm năm của miền bảy núi An Giang, miếu bà Thiên Hậu được gia đình của một người Hẹ là một tộc người ở bên Trung Hoa đã di cư đến bảy núi từ rất lâu. Tại đây họ đã xây dựng lên một ngôi miếu để thờ Ma Tổ, tức là Thiên Hậu Thánh Mẫu, là một vị nữ thần vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người Trung Hoa. Hình ảnh của bà Thiên Hậu luôn được cộng đồng người Hoa si tôn là một vị thần theo lệnh trời xuống dương gian để phò tá cho muôn dân. Đây là miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tuy nhiên, do người Hẹ Trung Hoa xây cất, cho nên từ lâu dân trong vùng vẫn quen gọi ngôi miếu này là chùa Bà Hẹ. Đại đa số người dân miền Nam gọi những nơi thờ tự tín ngưỡng tâm linh là chùa, vì khi họ nhìn thấy nơi nào có thờ Quán Thâm Bồ Tát hay những vị Phật khác thì đều gọi chung chung nơi ấy là chùa. Họ không có sự phân biệt rõ ràng đâu là miếu, là đình, là tịnh thất hay am tự. Hàng năm có hàng nghìn người dân thập phương lui về bảy núi để hành hương, và khi đến núi Cấm Tịnh Biên, họ đều không quên dừng chân ghé để viếng Thiên Hậu Thánh Cung. Từ đó họ cầu tài, cầu lộc cho năm mới và xin đặng một quẻ xăm để an ủi phần nào cho những rút mắt hay gối gắm tơ lòng đang ngày đêm nặng gánh. Trong ngôi miếu khang trang được người dân quyên góp xây dựng ngày nay, ngoài gian thờ chánh là thờ tượng của Thiên Hậu Thánh Mẫu, Kim Hoa Thánh Mẫu, hai bên còn có bàn thờ của Thần Tài và Quan Thánh Đế Quân. Phía trước còn có một gian thờ riêng biệt của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Bắc Đế Tinh Quân. Cúng bái ở miếu Thiên Hậu xong, trở lại khuôn viên, du khách còn được tận hưởng cảm giác mát lạnh từ những ly thốt nốt, hương vị thơm ngon giòn tan của những chiếc bánh xèo, bánh khọt, bánh cống ăn kèm với rau núi, và lưu lại những hương vị khó quên của đặc sản vùng bảy núi An Giang. Đến đây là Sala thâu cho quý vị những hình ảnh về các gian thờ ở trong chánh điện của chùa Bà Hẹ đó quý vị. Bây giờ Sala tiếp tục đưa quý vị ra khuôn viên để mình đi một vòng khuôn viên quý vị nhé. Này, ở đây Sala thấy là thường là du khách, mà nhất là những du khách người Hoa đó quý vị, thì khi mà họ đến viếng chùa Bà Hẹ xong thì họ thường cầm nhang đi ra đây để mà thắp hương cho các mộ phần ở ngoài đây. Có
có thể đây là mộ phần của người đã dựng nên chùa Bà Hẹ vào khoảng thế kỷ thứ 19 đó quý vị. Đầu thế kỷ thứ 20 rồi. Cuối 19 đầu 20. Ở đây thì ở phía dưới đó là có những cái con đường mòn như thế này để có thể dắt mình đi ra ở phía ngoài mộ phần. Nó không có những con đường những đường đan, đường đá. Ở đây người ta có ghi chữ Quốc ngữ, mộ phần của bà Hồ Mỹ Ngọc và ông Lương Hòa. Bà Hồ Mỹ Ngọc thì không có ngày sinh và cũng như là ngày từ trần, nhưng mà ông Lương Hòa thì có. Ông Lương Hòa thọ 82 tuổi. Còn đây có một cái mộ phần đó là từ chằng từ năm 1969 rồi quý vị. Rất là lâu. Thật ra là có một điều đó là mình rất là tiếc là vì lúc nhỏ đó quý vị ạ, có nhiều thời gian lắm và cũng có những cơ hội để Sala có thể là học được tiếng Hoa, tiếng phổ thông đó. Nhưng mà lúc đó thực ra là mình còn nhỏ quá. Mình lại kiểu giống như là lười hay sao ấy. Mặc dù đi học thì cũng rất là siêng năng. Nhưng mà chỉ siêng học ở trường lớp thôi. Còn lại là kêu những cái môn phụ giống như là môn ngoại ngữ này nọ thì lại không có chịu học. Cho nên bây giờ đó quý vị, không biết tiếng Hoa, cho nên đó là một cái bất lợi cho Sala đi đến các cảnh chùa của những người Hoa, mà những người Việt gốc Hoa đó thì lại không thấy được, không đọc được những cái chữ ở trên đó. Nếu mà đọc được thì Sala dịch ra cho quý vị biết thì cũng rất là hay. Và mình sẽ làm thêm nhiều cảnh chùa về của người Hoa nhiều hơn nữa, thì làm cho cái kênh Sala TV của mình đó, nó thu hút thêm một số cộng đồng của người Hoa theo dõi nữa. Nhưng mà đổi lại thì Sala không có biết, cho nên đi thâu hình chùa của người Hoa đó là một hạn chế lắm quý vị ạ. Chỉ nắm một số lịch sử thôi, còn những câu từ mà người ta ghi ở trên các cây cột, các cái bao lam, hoành phi đó, thậm chí là các mộ phần thì Sala không có biết. Thì bây giờ cũng là bắt đầu mùa mưa rồi, cho nên là thường thường là có một cái sinh vật mà hay ở dưới chân mình khi mà mình đi vào các cái nơi cỏ cây, hoa lá như thế này. Để Sala thâu cho quý vị nhìn thấy nè, gần gần một chút ha. Đây là con cuốn chiếu đó, đang bò nè, nó to như thế này đây. Bò đi đâu không biết.
Cho nên khi quý vị về Thác Sơn, về Bảy Núi mà có đi viếng chùa đó, thì đi vào những cái bãi cỏ như thế này nè, chú ý quan sát hai bên, phía trên, phía trước nhiều nhiều vào quý vị nhé, để tránh dặm phải những cái sinh vật vào cái mùa mưa này. Thì nó thường đi ra và nó ẩn náu ở dưới cỏ cây nhiều lắm. Ở đây mình đi theo đường mòn là tốt nhất, cái nơi nào mà không có đường mòn thì tránh, đừng có đi, và có đi thì cũng phải quan sát cho kỹ quý vị nhé. Ở đây một không gian rất là thanh tịnh. Chùa Bà Hẹ, hay là nói đúng hơn, đây là một ngôi miếu thờ Bà Thiên Hậu của người Hoa đó. Người Hoa ở đây là một cái tộc người Hẹ. Một tộc người Hẹ là một tộc người ở bên Trung Hoa. Mà theo có một cái tài liệu người ta ghi đó là tộc người này là ngày xưa là cũng đi theo ông Mạc Cửu quý vị ạ, đều vào đến đất Hà Tiên để mà khai khẩn vùng đất hoang đó và cư ngụ ở đó một thời gian. Nhưng mà sau này thì quân Xiêm á đánh đuổi những người này, và những người này phải rời Hà Tiên và về cái vùng Thác Sơn này lánh nạn. Thì khi họ về đây thì năm tháng trôi qua và cuộc sống của họ dần dần, họ đã hình thành một cộng đồng người Hoa ở tại vùng Thác Sơn này. Và ngôi miếu Tiên Hậu chính là ngôi miếu của tộc người Hẹ này dựng lên. Thì Thiên Hậu chính là một vị thần hộ mệnh đối với tất cả những người nào mà rời xa quê hương đó, hoặc những người mà đi đánh bắt cá xa bờ thì thường là thờ Thiên Hậu. Họ rất là tin tưởng vào sự linh ứng của Bà Thiên Hậu quý vị nhé. Mà trước đây thì Sala có những cái câu chuyện kể cho quý vị nghe khi mà có dịp thâu hình những ngôi miếu Bà Thiên Hậu ở quận 5 của Sài Gòn và ở Bình Dương. Từ con đường này mình còn đi xuống đây. Ở cái vùng này đất đai còn rộng quá. Đây là một ngôi miếu mà của một gia đình họ lập nên. Người ta thường hay gọi chùa vậy thôi, nhưng mà chính xác hơn là miếu Bà Thiên Hậu. Để mà kết hợp cái tín ngưỡng giữa Phật giáo và Đạo giáo đó, thì thông thường là người ta sẽ dựng những cái tượng Phật ở trong các ngôi miếu thờ. Thì khi mà nơi nào mà có tượng của Phật, của Bồ Tát, thì từ đó người dân người ta sẽ quen gọi nơi đó là chùa. Khi thấy thờ Phật thì người ta gọi chùa thôi, người ta cũng không có phân biệt rõ lắm đâu, nơi nào chùa, nơi nào miếu, nơi nào tịnh thất, tịnh xá, tu viện, người ta cũng sẽ không có phân biệt cho kỹ lắm. Khi mà mình làm chi tiết thì mình sẽ gọi cho nó chính xác thôi. Tại đây Sala thâu cho quý vị nhìn thấy đài của Quán Thâm Bồ Tát. Ở trên đây có đặt tượng của Đức Quán Thâm Bồ Tát nè. Hai bên chính là Ngọc Nữ và Thiện Tài Đồng Tử. Qua đi cô, bình thường. Cái đi bình thường cô.
Ôi trời. Đây xung quanh quý vị thấy không? Cây rừng dây leo chằng chịt. Hoang vu vô cùng. Một ngôi miếu nằm ở giữa một cái khu rừng rậm, một cái khu đất cũng rất là rậm như thế này. Trở nên rất là linh thiêng. Tại đây đó quý vị, thật ra là những cái loại cây ở đây toàn là những cây thuốc nam không à, đó, nhiều lắm, cây nào cũng là cây thuốc cả, khó khi là có một cây độc dược lắm nha. Đây có một rặng tre. Mỗi năm vào tháng giêng, thường là Sala cùng với lại gia đình của mình đó, đi một đoàn xe với lại bạn bè với những người quen về đây để mà viếng chùa Bà nước hè lắm, nhưng mà đi lúc đó xe đi sớm quá quý vị. Tới đây là 4 giờ sáng, lúc đó trời còn tối lắm. Thâu hình thì không có rõ quang cảnh lắm. Hôm nay mới có dịp dừng chân lại thâu cho quý vị nhìn thấy những cái cảnh nó rõ nét hơn, nó đầy đủ hơn. Đây có tượng của Đức Phật Di Lặc. Giờ này cũng đã quá trưa cho nên là cũng tới giờ ăn, giờ cơm đó, nhưng mà chắc là hôm nay là Sala không ăn cơm, bởi vì vào đây lúc nào cũng vậy, cũng rất là thèm món bánh xèo rau núi nè, bánh khọt, ở đây còn có bánh cống nữa. Cái quán này bán rất là lâu, bán là không biết từ năm nào, nghe cái cô trong đây nói bán mấy chục năm rồi. Và cũng rất là ngon quý vị. Bây giờ thì Sala vào trong đó để ăn và thưởng thức. Sẵn thâu hình cho quý vị nhìn thấy cái bánh khọt bánh xèo của quán quý vị nhé. Sau khi Sala đưa quý vị đi cúng bái ở trong chánh điện của Thiên Hậu Cung và tham quan một vòng quanh khuôn viên của Thiên Hậu Thánh Cung đó quý vị. Và bây giờ Sala chở ra lại cái quầy bán bánh xèo ở phía trước, không, ở cạnh ở cạnh chùa Bà Hẹ nè đó. Và về bánh xèo này thì lúc trước đây thì Sala thường là thâu hình trong cái chuyến mà mình đi cùng với đoàn đó cũng rất là nhiều rồi, và bây giờ mình đến đây mình dùng bánh khọt bánh xèo. Đây là bánh khọt bánh xèo rau muối đó quý vị. Đây cho quý vị nhìn thấy nè, dĩa bánh bánh khọt đây, bánh 35.000, tức là một cái 7.000 nha. Một cái 7.000, ở trong đó là có thịt bằm, có cái này là gọi là tép xông á, đúng không? Tép xông chứ không phải là tôm đâu. Đó. Đây nước mắm nè quý vị. Rồi bên đây là rau núi, đó. Gọi là rau núi. Ở đây là xà lách thì mình đã biết rồi, cải bẹ xanh nè. Đó.
rau rất là nhiều đó. Có cái gì đây? Có nhiều cái loại lá mà thực ra mình cũng không biết được nữa. À, cái gì? Cái này cái gì anh Bảo biết không? Đâu phải đâu, cây xá xỉ nó sẽ nhỏ hơn. Không, hôm nay nhìn cái lá lạ lắm, không biết không, quý vị. Mà rau quá trời luôn. Cái này phải có cái dĩa mình xớt ra. Và bây giờ thì mình thưởng thức nha, để cái bánh xèo lên thì mình sẽ thâu thêm cái bánh xèo. Xèo cười tươi dễ sợ. Nay nhiêu tuổi chị? Chị hả? Chị 41. 41 mà còn trẻ ha. Em super hả? À? Ê lộn mà em gì? Em đăng lên đó hả? Em không đem về để cho người nhà thôi. Tại vì người nhà đi không có đi được á. Thâu về cho người ta coi. Mình có đi được có hai người. Đây là miếu Thiên Hoa Thiên Hậu. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn chị ha. Rồi, rồi. Dạ. Rồi mọi người uống xèo đi. Dạ. Quý vị ơi, đôi khi mình ngẫu hứng đó quý vị ạ. À. Mình không có nhận mình là dứt gì vậy. Mình nãy nghe chị đó nói cái gì đó. YouTuber chẳng hạn. Đây là cái bánh xèo ở chùa Bà Hẹ nè quý vị. Đây. Chùa Bà Hẹ đây, đó. Ở trong đây là có cái đây là sao lại thấy cái đũa. Đó, bên trong là có thịt nè, có tôm đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Anh Bảo anh thưởng thức cũng đã hết mấy cái, một cái rồi hả? Ăn chậm vậy. Lẽ ra nãy giờ thâu phải ăn hết dĩa chứ. Đây là cái khuôn viên mà Sala đang thâu hình ở phía sau chùa Bà Hẹ đó. Và khuôn viên mà khi xe hành hương của quý vị chạy vào đây sẽ rẽ vào qua phía trái. Vào đây có một cái bãi xe rất là lớn. Nơi đây là nơi đậu xe bốn bánh đó. Tại đây còn có những cái nơi người ta dựng những cái khung sắt như thế này là để tổ chức những cái lễ vía đó quý vị. Ở đây thì người ta tạo dựng một cái nhà tạm trong thời gian mới đây thôi. Khu nhà tạm này để Sala phóng gần cho quý vị nhìn thấy nè, là nơi mà người ta buôn bán thốt nốt, trái cây. Và cái mùa này thì thường thường là người ta bán xoài là nhiều. Vì thấy xoài không? Tất cả các cái gian vàng đó là xoài không đó. Đây là mới sau này thôi. Chứ ngày xưa là chỉ có cái quán bánh xèo đó thôi đó. Đó là một vài hình ảnh mà khi mà có dịp về lại vùng núi Thác Sơn và đến viếng miếu Bà Thiên Hậu. Qua đây thì những hình ảnh này Sala muốn gửi đến và chia sẻ đến quý vị khán giả. Những quý vị nào đã lâu rồi không về lại Thác Sơn, hoặc những quý vị nào đã từng đi Thác Sơn của những năm trước đây và không có dịp quay lại nữa, thì bây giờ qua video này thì có thể nhìn lại những hình ảnh mới nhất của một miếu Bà Thiên Hậu, hay người dân còn quen gọi một cái tên đó là chùa Bà Nước Hẹ ở Châu Đốc đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh Sala TV và xem các video, là những video mà Sala đi thâu hình về cái chuyến đi chùa của mình để chia sẻ đến quý vị trên kênh, ở trên mạng xã hội quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cầu cho quý vị lúc nào cũng
luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.